Khám phá lịch sử của mèo nhà Mèo nhà Felis Mèo thuộc họ mèo Felidae Cùng với các loài như báo sư tử Hổ Và linh miêu Họ mèo xuất hiện cách đây khoảng 40 triệu năm Nhờ công nghệ di truyền Khoa học đã khẳng định Vùng lưỡi liềm phi nhiêu là nơi khởi nguồn của loài mèo nhà Khu vực này của Trung Đông bao gồm Iraq Syria, Lebanon, Israel, Palestine, Jordan, một phần Kuwait, cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, thường được gọi là cái nồi của nền văn minh. 4.000 năm trước, gần như mọi con mèo trên thế giới đều trông giống mèo mướp. Mèo mướp cá thu hay mèo mướp sọc là phiên bản nguyên bản của bộ lông mèo, giúp nó ngụy trang tốt hơn trong môi trường sa mạc. Quá trình thuần hóa diễn ra từ từ, có thể do con người thu hút mèo rừng đến để săn bắt chuột trong kho thóc. Dần dần mèo dừng quen với con người và bắt đầu sống gần gũi với con người. Con người chọn lọc những con mèo có tính cách hiền lành, dễ thuần hóa để nhân giống. Bằng chứng khảo cổ cho thấy mèo đã được thuần hóa ở Ai Cập cổ đại từ khoảng 3.600 năm trước. Ai Cập là một quốc gia có nhiều ảnh hưởng đến gen của mèo hiện đại hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Lịch sử cho chúng ta thấy rằng Ai Cập đóng vai trò chủ đạo nhất trong sự phát triển của loài mèo nhà người Ai Cập cổ đại có niềm đam mê thực sự với mèo. Chúng không chỉ được tôn kính như một vị thần, mà mèo còn là loài được yêu thích và tôn kính nhất vì các giá trị thực dụng cũng như siêu hình của chúng. Những hình ảnh đầu tiên về mèo xuất hiện trong chữ tượng hình Ai Cập khoảng 4.000 năm trước, được tìm thấy trên các bức tranh và tranh khắc trên tường. Con mèo được thể hiện như một nữ thần cũng như sống gần gũi trong các hộ gia đình của con người. Người Ai Cập tin rằng mèo là sinh vật có phép thuật, có khả năng mang lại may mắn cho người nuôi chúng các gia đình hoàng gia và thịnh vượng đeo trang sức cho mèo của họ và cho chúng ăn những món ăn phù hợp với hoàng gia khi mèo chết chúng được ướp xác để tỏ lòng thương tiếc những người nuôi mèo đã cạo lông mày và tiếp tục để tăng cho đến khi lông mày mọc lại mèo đặc biệt đến nỗi những ai giết chúng dù vô tình cũng bị kết án tử hình các văn bản cổ cho chúng ta biết rằng mèo không chỉ săn loài gặm nhấm mà còn săn cả rắn. Nhờ đó, giữ an toàn cho những người trong gia đình khỏi nhiều loài bò sát có nọc độc, có nguồn gốc từ sa mạc Ai Cập. Ý tưởng cho rằng con mèo đang săn một con rắn có nghĩa là thần mặt trời ra đang săn con rắn độc ác Apophis. Truyền thuyết trận chiến thần bí giữa một con rắn độc và một con mèo vương giả đã phát triển thành sự sùng bái Bastet, nữ thần mèo nó diễn ra khắp Ai Cập nổi lên từ năm 550 đến 600 trước công nguyên. Bastet là con gái yêu quý của thần mặt trời ra và được yêu mến vì vẻ đẹp, tình yêu và khả năng sinh sản của cô. Thật không may, đặc biệt là đối với bản thân con mèo, việc trở thành đối tượng được tôn thờ có một nhược điểm lớn. Bắt đầu từ thời Tu Ta việc hiến tế mèo bắt đầu ở quy mô lớn. Từ đó các ngôi mộ của giới thượng lưu, hoàng gia giàu có chứa đầy xác ướp mèo. Để thỏa mãn Bastet, hàng nghìn con mèo đã bị hiến tế. Nhưng đằng sau những vật hiến tế đó là một chương trình nhân giống thâm canh. Mèo được trao cho các linh mục là những người bảo vệ các ngôi đền. Họ bắt đầu một chương trình nhân giống mèo thâm canh. Từ đó đã thay đổi ngoại hình của một số con mèo. Nhiều con mèo có màu đỏ được ưa chuộng vì chúng đưa ra ý tưởng về thần mặt trời ra ngoài việc kiểm soát động vật có hại trong nhà và vựa lúa một cách hiệu quả mèo ai cập cổ đại còn là người bạn đồng hành cảm giác vui chơi của con mèo khiến chủ nhân của nó quý mến tuy nhiên là những người tin vào thế giới bên kia người ai cập cổ đại sẽ hiến tế mèo để đảm bảo an toàn cho chủ nhân của ngôi mộ ở bên kia thế giới trong các cảnh lăng mộ mèo được cho là đang nằm hoặc ngồi dưới ghế đuổi chim và chơi đùa trong một số văn bản mèo được cho thấy với một con dao găm chém xuyên qua apophis vị thần rắn đe dọa thần mặt trời lúc ban đêm ở địa ngục hoàng gia ai cập cổ đại đã biến mèo thành xu hướng mèo không chỉ hữu ích trong việc chống lại những kẻ săn mồi mà mèo còn trở thành biểu tượng của thần thánh và sự bảo vệ do đó chúng nên được coi như hoàng gia trong khi những người giàu có có thể mua những chiếc vòng cổ nạm ngọc và đĩa vàng để nuôi thú cưng của họ thì phần còn lại của xã hội Ai Cập lại tự làm đồ trang sức, trang điểm và mặc quần áo thời trang để tôn vinh những chú mèo nhà bình thường hơn của họ. Giống như những con người hiện đại, người Ai Cập cổ đại nhanh chóng nhận ra rằng tất cả loài mèo, bất kể kích thước, đều nhanh nhẹn, thông minh và mạnh mẽ. Sekhmet, bản ngã thay thế của Bastet, là một nữ thần sư tử cái, được coi là biểu tượng của những chiến binh đã xua đuổi kẻ thù của thần Mặt Trời Ra khỏi cộng đồng Ai Cập Kẻ thù theo nghĩa này không chỉ có nghĩa là các nhóm đối lập gây chiến mà còn có nghĩa là bệnh tật và dịch bệnh. Người Ai Cập cổ đại coi mèo như những người bảo vệ, đồng thời tôn trọng sự hung dữ của chúng. Ngoài ra, Bastet còn đại diện cho khả năng sinh sản hay mặt tốt bụng, dịu dàng hơn của hai nữ thần mèo. Vì mèo sinh ra nhiều mèo con nên người ta cho rằng sức mạnh sinh sản có thể đạt được bằng cách xoa dịu nữ thần này. Mèo thường được miêu tả ngồi dưới ghế của phụ nữ ngụ ý có mối liên hệ với phụ nữ và có lẽ rộng hơn là khả năng sinh sản. Mặc dù mèo và con người đã chia sẻ cuộc sống chung hàng nghìn năm nhưng vai trò của chúng trong các nền văn hóa khác nhau rất khác nhau. Luôn luôn bí ẩn, con mèo đôi khi bị nhiều nền văn minh khác nhau không tin tưởng, nhưng luôn cố gắng chứng minh giá trị của mình với xã hội. Tuy nhiên, chỉ ở Ai Cập cổ đại, chúng mới được tôn kính đến mức độ như vậy được trân trọng và yêu quý trong suốt chín kiếp của chúng và thậm chí hơn thế nữa. Mèo được người Ai Cập cổ đại tôn sùng và được đưa đến nhiều nơi trên thế giới. Ngày nay, mèo là một trong những loài thú cưng phổ biến nhất trên thế giới.